Thưa quý vị, tỉnh Quảng Bình vừa ghi nhận một học sinh lớp 1 dương tính với SARS-CoV-2. 30 học sinh và 5 giáo viên trường tiểu học Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trở thành F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Và ngay sau đó thì lớp học trực tiếp ngay trong khu cách ly với những quy định nghiêm ngặt đã được tổ chức nhằm đảm bảo khung chương trình và chất lượng dạy học. Theo đó thì ngày 1 tháng 11, tỉnh Quảng Bình ghi nhận một học sinh lớp 1 dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó thì 30 học sinh và 5 giáo viên lớp 1C trường tiểu học Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trở thành F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Với tinh thần dừng đến trường nhưng không ngừng học, địa phương này đã chỉ đạo trường tiểu học Sơn Hóa tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh ngay trong khu cách ly. Đây cũng là lớp học trực tiếp trong khu cách ly đầu tiên ở tỉnh Quảng Bình. Do đã chuẩn bị cơ sở vật chất như bàn ghế, sách vở, dụng cụ giảng dạy cho giáo viên và học sinh từ trước, nên việc dạy học của cô và trò được đảm bảo chất lượng. Tinh thần của các em học sinh cũng đã ổn định và tiếp thu bài tốt. Việc tổ chức dạy học trong khu cách ly tập trung không những đảm bảo chương trình, kiến thức cho các em học sinh mà còn tạo tinh thần phấn khởi, giúp các em ổn định tâm lý, hoàn thành tốt thời gian cách ly tập trung.